phở gánh phố cổ Kiều Giang có thảo quả Sapa quyện trong nước sườn hầm đun trên lửa liu riu cho bát phở Kiều Giang thật xứng ăn ở nhà. Em cũng rất là nghèo, cha đi lên Đà Lạt nhưng mà cũng mặc áo sơ mi đó, chứ cũng không có mặc áo lạnh đâu. Mà lúc này đi với gia đình hay sao? Đi với cha với mẹ. Đi cha mẹ hả? Cái này là mẹ chụp hả? Mà sao chụp có ba thôi, mẹ đâu? Sau này kiểu cha mẹ chia tay rồi thì Nó nói không được thôi. Nhưng mà dù sao anh vẫn thấy em phải nghĩ tới một điều hạnh phúc như này nè. Bố mẹ vẫn đang còn sống. Anh không biết mặt mẹ anh hả? Anh là hình của mẹ anh á, thì có vài tấm thôi, nhưng mà hình đám ma mẹ anh rất là nhiều. Anh muốn coi hình mẹ anh chỉ có hình đám ma thôi. Còn cái tấm hình giống như anh đã kể bữa trước á, tấm hình duy nhất mà có chữ viết của mẹ anh luôn là đã bị mất rồi. Và bị ăn trộm. Lúc đi Mỹ bị mất cái vali á. Đó là mình duy nhất có bốn chữ của mẹ anh. Mùa xuân vui vẻ. Máy cũng chỉ đợi khúc này. Trước mặt các bạn là hai bàn, chúng ta đã chuẩn bị sẵn thức ăn. Y chang nhau à? Một bên là ăn mặn, bên là ăn chay. Là ăn chay nữa. Dạ, hồi nãy là anh Đào có nhận xét về gương mặt của em sau khi từ sáng giờ chơi. Em nhận xét làm sao? Trời ơi, mọi người chơi em nghe nói là cái game này sẽ được tới là thiết đãi hậu hĩnh lắm. Chơi mới có từ sáng giờ không cho anh làm ăn là anh hóp xuống mà mắt đặt lồi. Em hóp mắt em lồi luôn rồi biên tập. Trời ơi, em đói quá em chịu không nổi luôn, mặt em lồi ra, mắt em lồi. Rồi cái bạn Thắng, cái bạn gì đó sản xuất á, nó bình thường mặt anh Lâm đã ác rồi, đã cọc rồi. Mà bây giờ anh hớp rồi, nhưng mặt anh như con quỷ vậy. Con quỷ vậy đó. Không, hồi nãy anh Thắng nói khác. Mặt anh nói mà cái mâu vẫn vậy. Mặt anh nói mà cái mâu vẫn vậy. Trời, em đói quá. Không tiền không bạc, không tiền không bạc, không thể sống. Vì rất quý trọng sự nỗ lực của các bạn trong thử thách quay MV chiều nay, nên chúng tôi quyết định tối nay các bạn sẽ được chia sẻ phần ăn như nhau. Yeah. Trời ơi, nhân văn quá trời. Chị rất nhân văn. Quá hay. Bây giờ em mới thấy đọc như là thấm đẫm tình người. Chương trình quá hay. Các bạn ơi, trước khi ăn thì chúng ta phải... Lay body trước. Lay body. Ôi, dạng xịt, em cảm ơn. Mọi người phải nên nhớ một điều, khi mà cho cái kéo đi, mọi thứ nó quá gọi là gì, dễ dàng đúng vậy, mà không biết trân trọng có vấn đề. Phở gánh phố cổ Kiều Giang có thảo quả Sapa quyện trong nước sườn hầm đun trên lửa liu riu cho bát phở Kiều Giang thật xứng ăn ở nhà. Có nghĩa là gì? Nguy hiểm đang rình rập xung quanh chúng ta. Trời, no trước rồi tính thì tính. Em hả? Không chết đói rồi được. Mình no trước rồi rồi làm gì? Nè, có sức rồi làm hả? Làm trâu làm ngựa cũng được. Được. Chưa hả? Thêm gì để đây đi. Để bao giờ mới trưởng thành được. Anh Tuấn, em biết anh là người bơm nhiều protein. Đây, nể tình sáng nè, thấy không anh không? Lớp da này giòn mà nó... Còn cái độ căng mọng thịt gà, 2, 3. Nói A đi anh Tuấn. A. Nè, đó, vô. Hãy vô. Trời đất. Tuấn đảm đang quá à. Mê nó ăn hả anh? Không gian nó yên tĩnh. Mà có thêm những người anh tuyệt vời thế này nữa. Ở một khu cắm chạy thế này nữa, coi gì bằng. Rồi, mọi người chắc làm một ly vang đi ạ. Anh em vô được không ạ? Dạ, vô. Dạ, xé xong rồi. Vô. Vô. Anh Tuấn nè. Ok.
1, 2, 3 Các bạn có nhớ là trước khi tham gia chương trình, chúng tôi có yêu cầu các bạn gửi những hình ảnh thanh xuân. Các bạn có nhớ không? Dạ có. Xin mời đạo cụ mang ra những tấm ảnh thanh xuân. Đó, 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 ai đây? Huy á, Huy. Đâu anh Huy? Huy đúng rồi, Huy. Đúng rồi, anh Huy. Ốm từ nhỏ đến lớn. Rồi rồi mình dây. Ôi ơi. Mà xưa dòng ba ngon nha. Mà xưa má em sẽ giữ những hình này, má em đi khoe khắp hàng xóm luôn á thiệt. Ê. Trời. Hồi xưa là cái nhà đình nào, gia đình nào cũng có cái lịch mà Ferrari nha, cái lịch đó. Lúc này con đã biết coi phim Hoàng Châu Cách Cách xong rồi hát theo cái nhạc phim mà hát bằng tiếng Trung Quốc á, xong rồi hôm giờ thì không nhớ được. Chị chị tên na na tin là bỏ tên má mà chị chị tên na na tin là bỏ tên má mà làm giữ ai vậy đó vậy thôi đó, câu chuyện thật là nhạt nhẽo. Rồi hình huyền thoại nè, đây bức ảnh mà lần đầu tiên anh gặp, bức ảnh này của anh Giang á. Ở đâu vậy? Hú hồn fashionista từ hồi xưa. Nè, ai đây? Cái này có gì đâu, cái này mọi người lấy trên mạng á. John. Vậy là không có gì để bàn hết. Không gì đâu. Đây này. Thứ hai à? Nè, vậy thì thành công rồi. Đẹp quá, đẹp nhỏ luôn mà. Thứ hai vậy thì thành công rồi. Nè, không gì dưới, hàng dưới hấp dẫn nè. Ờ, ơi, quá trời, không có gì đâu mà mặt dưới trời. Ôi sao không quay cái kia. Ủa, ai kia vậy? Mà ai vậy? Chị Đào đúng không? Cái này ok mà. Không, cái này chị Đào. Cái này là năm đó chắc em cũng 18, 19. Mà mắc gì lè lưỡi? Thì cái ngu hồi đó. Ủa là phải. Ghê hả? E thẹn. Mày lại không có chuyện. Đây là ai ạ? Dạ em á. Đây là hình ảnh lần đầu tiên em được đi Đà Lạt, đi với cha. Em rất là thương cha. Cái này là em mấy tuổi? Một tuổi. Một tuổi hả? Nói chung là mọi người, như mọi người thấy á, nhà em cũng rất là nghèo. Cha đi lên Đà Lạt nhưng mà cũng mặc áo sơ mi đồ, chứ cũng không có mặc áo lạnh đồ. Mà lúc này đi với gia đình hay sao? Đi với cha với mẹ. Đi cha mẹ hả? Cái này là mẹ chụp hả? Mà sao chụp có ba thôi, mẹ đâu? Sau này kiểu cha mẹ chia tay rồi thì nó không được thôi. Nhưng mà dù sao anh vẫn thấy em phải nghĩ tới một điều hạnh phúc như này nè. Bố mẹ vẫn đang còn sống. Anh không biết mặt mẹ anh hả? Anh là hình của mẹ anh á thì có vài tấm thôi, nhưng mà hình đám ma mẹ anh rất là nhiều. Anh muốn coi hình mẹ anh chỉ có hình đám ma thôi. Còn cái tấm hình giống như anh đã kể bữa trước á, tấm hình duy nhất mà có chữ viết của mẹ anh luôn là đã bị mất rồi. Và bị ăn trộm. Lúc đi Mỹ bị mất cái vali á. Đó là mình duy nhất có bốn chữ của mẹ anh. Mùa xuân vui vẻ. Rồi, chúng ta bàn qua hình nào. Ủa? Cái gì? Thật quá. Chúng ta tìm ai trong năm người này ạ? À? Có ai quen không ta? Đây, em coi coi. Có lẽ là người thứ hai. Đâu có anh Lâm. Đâu có anh Lâm. Số 4. Số 4. Người số 4. Anh Lâm. Đúng rồi, cặp môi huyền thoại. Đúng rồi, cặp môi huyền thoại. Ủa, cặp môi huyền thoại đây nè. Ôi, ký ức rồi.
Trời ơi, vậy là cái mô đó là Nguyên Thủy luôn. Mô Nguyên Thủy. Ông làm một miếng nào? Vậy mà mở miệng là nói em bơm. Em bơm rồi nào đâu.